Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây tôi làm tiếp theo quyển sách là Tại sao không theo đạo Chúa. Sách như thế này: cuốn sách này của tác giả Ban Nghiên cứu Đạo giáo, Một sự lừa bịp vĩ đại và những tội ác khủng khiếp, tuyển tập 1. Tiếp theo là Ngày tận thế. Nhận định của người dịch: sách Phúc Âm, cũng gọi là Kinh Thánh, rất nhiều điều sai lầm, như cho rằng Chúa sinh ra đời, trời đất và vạn vật cách đây 6.000 năm. Nhưng khoa học đã chứng minh quả đất và sinh vật xuất hiện cách đây nhiều triệu năm. Sách Phúc Âm cũng nói đến tội tổ tông và ngày tận thế, nhưng đó cũng là chuyện hão huyền. Hàng chục ngàn người tại Hán Thành bị tán gia bại sản, tự tử vì tin theo Kinh Thánh của đạo Chúa về ngày tận thế. Trích tin của Orange County Register ngày 29 tháng 10 năm 1992. Hàng chục ngàn người Nam Hàn đã tụ tập tại các thánh đường, thức đêm cầu nguyện cho niềm hoan lạc, điều mà họ nghĩ rằng Chúa sẽ mang họ lên thiên đàng trong vài giờ tới. Tại hội truyền giáo có tên là Đa Mi ở Hán Thành, nhiều bốn đạo gặp phải khó khăn vì tin tưởng có ngày tận thế sẽ xảy ra vào nửa đêm, nên trước đó đã bán nhà, bán cửa tiệm, luôn buôn bán, xin nghỉ việc để chờ đợi phúc hoan lạc chót mà theo lời tiên đoán là sẽ có tận thế. Nhưng lời tiên tri đó đã trở thành hão huyền vì nó đã không xảy ra. Di Dông Yêu, 53 tuổi, cha sở họ đạo Đa Mi, đã phải xin lỗi bốn đạo vì tận thế đã không xảy ra vào nửa đêm hôm đó. Một bốn đạo trước khi rời khỏi nhà thờ đã tức giận la lớn: Chúa đã nói dối chúng tôi. Đây là một mà sai lầm không biết từ đâu. Đó là lời phát biểu của một người đàn bà vừa khóc vừa dẫn đứa con gái nhỏ 4 tuổi rời khỏi nhà thờ. Trong cảnh đổ vỡ cùng cực đó, hai cô con gái ló đầu ra cửa sổ nói: chúng tôi không bao giờ tin có chuyện đó xảy ra, nhưng chúng tôi phải tuân theo vì bổn phận làm con đối với cha mẹ. Cha mẹ hai cô gái này đã khóc thống thiết trong nhà thờ. Họ không thể tin tưởng được là lời tiên tri trong Kinh Thánh đã sai lầm. Trước đó bổn đạo đã chen lẫn nhau để đến cầu nguyện ở trước hơn 150 nhà thờ tại Nam Hàn, tin tưởng và chia sẻ niềm hoan hỷ trước khi xảy ra tận thế, họ sẽ được lên thiên đàng. Sau đó cảnh sát phải báo động đến ngăn ngừa và giữ trật tự vì sợ rằng thất vọng của con chiên sẽ dẫn tới tự sát tập thể hoặc tự thiêu hay đã đảo đập phá. Giáo hoàng Thiên Chúa giáo đã nhìn nhận sai lầm trong vụ án Galileo. Đó là phần tiếp theo. Nhận định Galileo năm 1564, năm 1642, nhà thiên văn và vật lý nổi tiếng người Ý đã khám phá ra quả đất tròn và quay quanh mặt trời. Nhưng trong Kinh Thánh nói rằng Chúa nặng ra quả đất vuông và là trung tâm của vũ trụ, mặt trời quay quanh quả đất. Ông bị giáo hội La Mã đem ra tòa án dị giáo xét xử ngày 30 tháng 10 năm 1992. Giáo hoàng John Paul II đã công khai thừa nhận việc kết tội Galileo là một điều sai lầm. Trích báo ngày nay số 105 tháng 11 năm 1992. Sanjo CN trong chương trình tin tức thế giới của hệ thống truyền hình NBC được phát đi toàn quốc vào chiều ngày 30 tháng 10 năm 1992. Sứ ngôn viên Whitley đã loan tin và chiếu trình ảnh buổi lễ cho Đức Giáo hoàng John Paul II chủ tế, được long trọng tổ chức tại đền thánh Phêrô La Mã. Trong buổi lễ này, Đức Giáo hoàng
đã chính thức nhìn nhận sai lầm của Giáo hội Công giáo trong vụ kết án nhà khoa học thời danh ý đại lợi là ông Galileo, vì ông này đã tuyên bố trái đất xoay quanh mặt trời. Thì những con chiên mà ngày nay không có hiểu biết, cho nên thành thử ra họ nói rằng khoa học càng khám phá ra nhiều thì đều có lợi cho Thiên Chúa, đều có lợi đúng y như lời Thiên Chúa đã tiên đoán. Thì những cái vị, những cái con chiên nào mà bên vực nói rằng là đạo Chúa là đúng với khoa học thì hãy nghe, đây là những nhà khoa học mà bị tòa án sử dị giáo đã diệt, một trong những nhân tài của thế giới. Tiếp theo, vụ án này xảy ra cách đây 362 năm, vào năm 1632, sau khi khoa học gia Galileo sáng chế ra viễn vọng kính và quan sát sự vận chuyển các hành tinh trên vũ trụ. Ông đi tới kết luận và công bố một sự kiện khoa học rất quan trọng vào thời đó là trái đất quay quanh mặt trời. Sự kiện khoa học này đối với sự hiểu biết ngày nay không có gì là lạ lùng cả. Nhưng vào những năm đầu của thế kỷ 17, lời công bố sự kiện trái đất xoay quanh mặt trời được các thần học gia thời đó coi là một xúc phạm đến nền thần học của Giáo hội Công giáo. Các nhà thần học lúc đó cho rằng trái đất là trung tâm vũ trụ mặt trời, phải xoay quanh trái đất, vì sách Giô-xua trong bộ Cựu Ước đã viết rằng Giô-xua đã thưa với Gia-vê và trước mắt Israel, ông nói: hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn, và mặt trăng trên cánh đồng A-gia-lôn. Giô-xua 10:12-13. Vì quan niệm thần học này nên Đức Giáo hoàng Phao-lô thứ năm đã khiển trách nặng nề nhà khoa học Galileo và ép buộc ông này phải chối bỏ điều mình đã khám phá ra. Ông Galileo vâng lời. Tuy nhiên, ông cứ tiếp tục nghiên cứu thêm. Đến năm 1630, ông cho xuất bản quyển sách mang tựa đề Thảo luận về hai hệ thống chính của thế giới. Trong tác phẩm này, ông xác định một lần nữa rằng trái đất xoay quanh mặt trời. Vì vậy, vào năm 1633, ông bị triệu đến La Mã và bị các nhà thần học nghiêm khắc lên án. Ông phải quỳ trước tòa án để một lần nữa phủ nhận điều mình đã khám phá ra trong lĩnh vực khoa học. Ông bị giam lỏng 8 năm. Theo các tài liệu viết về Galileo thì sau khi quỳ trước tòa án để chối bỏ điều mình tin tưởng, lúc đứng dậy ông vẫn nói: dù tôi có chối bỏ đi nữa thì trái đất vẫn xoay quanh mặt trời. Về vụ án Galileo, thực ra Giáo hội đã biết chân lý khoa học này từ lâu nhưng vẫn im lặng, không chính thức nhìn nhận sai lầm của mình. Mãi đến hôm nay, sau gần 400 năm, Giáo hội mới nhìn nhận về với thế giới là Galileo đúng và nhìn nhận các sai lầm của các giới chức trong Giáo hội thời xa xưa. Kitô giáo, tôn giáo hay một đảng chính trị? Bài của Trần Văn Giang. Tiếp theo, cuốn sách Tại sao không theo đạo Chúa? Vì danh từ tôn giáo nên hầu như ai ai cũng nghĩ rằng tôn giáo nào cũng dạy con người ăn hiền ở lành. Đây là cái câu cửa miệng của cái bọn lương lẹo, thậm chí những người Phật tử trong Phật giáo cũng thiếu hiểu biết và cũng đều nói là như vậy cả. Ngay cả những người đạo lương không tìm hiểu thì cũng nói như thế. Nhưng sự thật nó là khác xa. Nhưng qua những sự kiện lịch sử cho chúng ta thấy Kitô giáo có cái vỏ bên ngoài là một tôn giáo, nhưng bản chất là một đảng chính trị bạo tàn nhất. Vì khuôn khổ bài này chỉ có 3 trang nên tôi chỉ liệt kê tóm lược sự kiện cho lập luận trên. 1. Năm 1487, Giáo hoàng Innocent thứ 8 phong cho giáo sĩ Torquemada danh hiệu The Grand và ra lệnh khởi động chương trình Inquisition trên toàn thế giới, báo người Việt, một diễn đàn ngày 9 tháng 11 năm 1996. Đây là một chương trình xử tử, thiêu sống, trấn nước tất cả những ai không tin và theo đạo thờ Chúa, tức là thờ Giê-xu, và thờ thần
Danh từ Inquisition được hiểu là tòa án dị giáo, nghĩa là xử án các người khác tôn giáo với Kitô. 2. Ngày 11 tháng 9 năm 1652, giáo sĩ dòng tên Alexander Rhodes rời La Mã đi Pháp để phản động hoàng hậu và vua Louis thứ 14 đánh chiếm Việt Nam, hành trình và truyền giáo. Alexander Rhodes bản dịch Việt ngữ của Hồng Nhuệ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994, trang 263, 264, 265. 3. Năm 1954, lúc Pháp sắp bại trận tại Điện Biên Phủ, giáo hoàng Pius thứ 12 là Hồng Y Hellman vận động chính phủ Hoa Kỳ thả từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống Bắc Việt để giải vây cho quân đội Pháp nhằm kéo dài sự đô hộ của thực dân trên quê hương Việt Nam. Loại bom này có trọng tải 31 kg, mạnh gấp 3 lần bom thả xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Trong sách tài liệu Việt Nam We Did We Go của Andrew Manhattan, trang 72, và tài liệu tên đọc nước ngoài dài quá, xin bỏ qua. 4. Giáo hoàng hiện tại John Paul II cộng tác với CIA, cơ quan tình báo Hoa Kỳ thời tổng thống Carter và Reagan Hoa Kỳ để gây lũng đoạn các chính phủ Ba Lan và Đông Âu. Tài liệu trong sách His Holiness John Paul II, tác giả là Khan Petin and Marco Politi, tháng 10 năm 1996. Tiếp theo, vụ chứa chấp tai tiếng. Bài viết sau đây được dịch từ một tin quốc tế của tuần báo New York, trang 55, số ra ngày 5 tháng 6 năm 1989. Bài do nữ ký giả Ruth Manso viết về một vết thương nhức nhối của giáo hội Vatican. Sự thỏa hiệp giữa giáo hội Thiên Chúa Giáo với các chế độ phát xít Đức và Ý trong đệ nhị thế chiến. Xin xem thêm phần nhận định của người dịch ở cuối bài. Vào một buổi sáng êm ả nọ tại miền Nam nước Pháp, một tiếng gõ cửa vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ở nhà Paulo Thuver đã chấm dứt những năm dài ẩn cho lẫn trốn của hắn ta và phơi bày cho cả nước biết câu chuyện nghiệt ngã của một kẻ đã từng phản bội tổ quốc và cộng tác với kẻ thù. Sau khi ẩn náu hàng chục năm trong các tu viện dòng Chúa Cứu Thế và các chủng viện dòng Benedictine, trong một mà những tên tội phạm chiến tranh nổi tiếng nhất đã bị bắt tại một tu viện Thiên Chúa Giáo cuối tuần qua trong một khu vực cũ kỹ của thành phố Nai. Vài giờ sau, khi lính cảnh sát đánh thức hắn ta dậy, Tuvier bị truy tố về tội sát nhân và bắt giữ trái phép nhiều người thuộc lực lượng kháng chiến Pháp, người Do Thái và người Y Pha Nho tị nạn chính trị hồi đệ nhị thế chiến. Đối với kẻ từng cầm đầu lực lượng dân quân theo kẻ thù Đức Quốc xã tại Lyon, thì việc hắn bị bắt sẽ chấm dứt những năm dài trốn tránh. Nhưng đối với nước Pháp thì lại là sự đắm mình trở lại trong một quá khứ đầy nhức nhối. Vụ bắt được kẻ tội phạm chiến tranh 74 tuổi này trong một tu viện đã xác nhận những nguồn tin dai dẳng cho rằng hắn ta đã từng được những nhóm giáo đồ Thiên Chúa Giáo hữu cho trú ẩn ngay từ thời còn chiến tranh. Những người Thiên Chúa Giáo vội mau mắng cải chính sự liên hệ này, đối với cho rằng tu viện mà cảnh sát bắt được Thuvier là do tổng giám mục mà Marcel cai quản. Lefebvre vốn là một mà tu sĩ cực kỳ thủ cụ và đã từng bị tòa thánh Vatican dứt phép thông công năm ngoái
cha Jean Michael DiFacco, phát ngôn viên của Đức Tổng Giám mục thành phố Paris, đã từ chối không bình luận về vụ Thauvin bị bắt và đã đánh né các câu hỏi bằng cách tuyên bố rằng tu viện ấy không thuộc trách nhiệm của giám mục giáo phận này. Trái lại, theo ông, tu viện đó đã được tòa thị chính địa phương trao lại cho Tổng Giám mục Lefebvre tùy nghi sử dụng. Dù vậy, vụ bắt bớ này cũng đã làm cho giáo hội Thiên Chúa giáo bối rối. Nhiều sử gia nói rằng sau khi chiến tranh đã chấm dứt hàng chục năm, kẻ mà Beckhansel, người chuyên săn bắt những kẻ đã từng cộng tác với phát xít Đức, mô tả là tàn nhẫn và thô bạo, kẻ đó được hàng giáo phẩm cao cấp giúp đỡ, kể cả Đức Hồng Y Pierre Gallier, vốn mà là tổng giám mục giáo phận Lyon trong thời chiến, và đã viết kiến nghị xin ăn xá cho tên Thauvin để tránh cảnh sát lùng bắt. Nhiều nhóm thuộc các dòng Chúa Cứu Thế và Benedict đã che giấu Thauvin trong các dòng tu và chủng viện tại Lyon và tại vùng núi Albert. Tuần trước, câu chuyện trở nên trầm trọng hơn khi báo chí Pháp cho biết là cho đến nay các điều tra viên tin chắc rằng Thauvin vẫn được hội các hiệp sĩ của Đức Mẹ dành cho một mà phụ cấp hàng tháng. Đây là một hội gồm những người Thiên Chúa bảo thủ, lại có những báo cáo khuất khác cho biết rằng là người ta đã thấy Thauvin mặc bộ quần áo dòng của các linh mục Thiên Chúa giáo trong khu cổ của thành phố này. Với người Pháp, những chuyện như vậy thật không thể chấp nhận được. Richard Westinlack, một bề trên của các tu sĩ Do Thái giáo tại Lyon, đã phải đặt câu hỏi làm sao mà những cơ sở của giáo hội lại có thể cấu kết với nhau như thế để bảo bọc cho một kẻ tội đồ của nhân loại. Sự chứa chấp này đã làm chấn động lương tri đạo đức của chúng ta. Nhận định của người dịch trước hết là bổ túc thêm một mà dữ kiện lịch sử về biến cố này. Vị tổng giám mục thành phố Paris được nhắc đến trong vài bài này là và đã từ chối không tuyên bố gì về vụ bắt được Thauvin, là người đã bị tướng de Gaulle đuổi ra khỏi giáo hội Paris sau ngày nước Pháp được giải phóng. Vì trong thời gian Paris bị chiếm đóng, ông ta đã hợp tác với chính quyền quốc xã đô hộ để mượn tay các lực lượng mật vụ Nazi tiêu diệt người Do Thái. Theo Tân Ước, chính người Do Thái đã tìm bắt Chúa Giêsu để đóng đinh trên cây thánh giá. Vì vậy mà giáo hội và các giáo hoàng không bao giờ hợp tác trong việc truy tầm các tội nhân chiến tranh Nazi. Điều này cũng giải thích một cách rõ ràng vì sao giáo hoàng John Paul II hiện tại đã sẵn sàng tiếp kiến viên chủ tịch tổ chức khủng bố Yasser Arafat và viên đại úy người Áo hợp tác với Nazi là cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kurt Waldheim, một mà dù bị cả thế giới phản đối hành động này. Hai, Hồng Y Pierre Marker Gallier của giáo phận Lyon không những đã hợp tác với kẻ thù trong thời chiến để phản bội dân tộc, mà trong thời bình còn ký tên vào bản kiến nghị xin ăn xá cho tên tội phạm Nazi giết người nữa. Hành động này lẽ dĩ nhiên không xuất phát từ lòng bác ái của một vị chân tu, vì không có lòng bác ái nào có thể biện minh được cho hành động phản bội dân tộc cả. Mà thật ra vì chính phụ thuộc tuyệt đối của người Thiên Chúa giáo và các chính sách của Tòa Thánh Vatican vào tính không thể sai lầm được của giáo hoàng, cho nên vấn nạn muôn đời của người Thiên Chúa giáo, bất kỳ Thiên Chúa giáo của dân tộc nào, là họ phải chọn lựa bên nào khi quyền lợi của giáo hội đi ngược lại quyền lợi của dân tộc họ. 3. Trường hợp nước Pháp vào thời kỳ bị Đức chiếm đóng là một trường hợp điển hình của vấn nạn này. Vì muốn bảo vệ sự sống còn của giáo hội Thiên Chúa giáo, họ đã không ngần ngại thỏa hiệp với nhà cầm quyền Nazi, dù lực lượng tự do Pháp
đang kêu gọi toàn dân tham gia vào cuộc giải phóng dân tộc do tướng De Gaulle và đồng minh phát động. Trường hợp nước Pháp không phải là trường hợp duy nhất. Tại các nước độc tài như Nam Mỹ, các nước bị thực dân đô hộ ở Phi Châu và Á Châu, và đặc biệt là tại Việt Nam, giáo hội Thiên Chúa giáo luôn luôn thỏa hiệp với kẻ mạnh. Kẻ có quyền, kẻ có lợi chứ ít khi thấy họ đứng về phía dân tộc đang bị áp bức. Bài của Nguyễn Văn Lập, Costa Mesa, CA, Tạp chí Ánh sáng dân tộc số 2 ngày 15 tháng 11 năm 1989, Fresno, California. Lời kêu than của giám mục Dimos Tutu, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1984: chúng tôi có đất đai và các giáo sĩ đến bằng cuốn Kinh Thánh. Chúng tôi tin tưởng họ và cầu nguyện với cuốn Kinh Thánh trong tay và nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Kinh Thánh, còn họ có đất đai của chúng tôi. Đó là lời của giám mục Tutu khi đến châu Phi. Đó là những cái cách mà lương lẹo để mà nói là dụ Chúa, để mà tin tưởng Chúa, nhờ Chúa này nọ, thì họ chiếm đất đai, còn mình thì lấy cuốn Kinh Thánh đó là nô lệ cho chúng nó lại. Đó là cái sự bịp bộm mà tối thượng nhất mà con chiên Việt Nam ngày nay đang bị dính chùm trong đó, mà không biết đường nào đã mà thoát ra, mãi mãi làm con chiên cho họ chăn, và họ bắt lên họ chiên, họ xào, họ nấu, họ ăn luôn. Ăn là ăn cái công lao của mình làm ra đồng tiền, rồi họ ngồi không đó hồi hưởng. Đó là chiên đấy, chứ không phải chiên bỏ trên lửa, chiên xào nấu ăn. Ăn mà thể xác, tâm mà ăn mà thể xác thì bình thường, bọn chúng đã ăn rồi, nhưng mà ăn ở đây là ăn suốt cuộc đời, vẫn u mê. Đó là cái ăn mà phải nói là thâm độc nhất của giáo hội Thiên Chúa giáo. Hội hè của đồng bào Thiên Chúa giáo trích từ hội hè đình đám của Toan Ánh. Nói đến hội hè đình đám của nhân dân ta, tôi muốn nói ít dòng về hội hè của các đồng bào theo đạo Gia Tô. Chữ Gia Tô này thì nó thuộc thật sự ra là của người Trung Quốc dịch, chứ đó là Kitô. Đối với đồng bào này lẽ tất nhiên đình đám không có, nhưng không phải vì thế mà không có hội hè. Những hội hè này tôi đã hân hạnh trình bày cùng bạn đọc Tín Ngưỡng Việt Nam Nguyễn Hạ khi nói về Thiên Chúa giáo từ trang 5 đến trang 74, nhất là trong các mục mà tiết lễ tiết và đám rước. Đấy là những dịp hội hè hàng năm về tôn giáo của các đồng bào Thiên Chúa giáo. Ngoài các hội hè hàng năm trên, các đồng bào Thiên Chúa giáo cũng còn có những dịp khác để chung vui hội hè cùng nhau. Thí dụ như khi một mà cha được vinh thăng giám mục, hoặc khi giám mục được một ân thưởng gì của tòa thánh hoặc của chính phủ. Bắt đầu viết chương này, soạn giả vẫn có ý định tìm những tài liệu về các hội hè của đồng bào Thiên Chúa giáo. Trong những dịp bất thường, may mắn Tổng Thư viện Việt Nam đã có những tài liệu này trong tập Auto Det Fete năm 1940, phát diệm chung quanh đại lễ ngày 3 tháng 12 năm 1940 ở phát diệm. Tập sách này có hai phần chữ Pháp và chữ Việt, mang số M1040 của Tổng Thư viện Quốc gia, nói về đại lễ tấn phong giám mục Phan Đình Phùng và lễ gắn bát đẩu bội tinh cho giám mục Nguyễn Bá Tòng. Sách do nhà in Ngô Tử Hạ ấn hành và do chánh phó giám mục, linh mục và các giáo hữu địa phận phát diệm chủ trương. Chúng tôi in tập nhỏ này làm kỷ niệm cuộc lễ đã tổ chức tại phát diệm ngày 3 tháng 12 năm 1940, và để thành thực cảm ơn các bậc vị trong đạo ngoài đời đã quá yêu mà đến. Có đấng bởi chúng xa xôi đến dự lễ này để cảm ơn những đấng bậc vì nhẽ quan trọng bó buộc không thể đến được, để cảm ơn một số rất đông
các thân hào quý khách không đăng tên trong báo chương, và để cảm ơn các bậc ân nhân cùng mà hết thảy những người đã thịnh tình hộ giúp bất kỳ cách nào cho cuộc lễ này được một cách rực rỡ sáng lạng như nguyện. Trang 67. Mấy dòng chữ nói trên đủ nói lên tính cách quan trọng của buổi lễ và sự hân hoan của đồng bào Gia Tô với sự thành công tưng bừng của buổi lễ. Để tránh mọi sự sai lầm khi viết lại, cũng như để bạn đọc lĩnh hội hết mọi sự quan trọng của cuộc hội hè đại lễ này, soạn giả xin trích đăng nguyên văn như sau đây. Bài tường thuật đã in trong cuốn Auto Dat Fetet December 1940, ngày 3 tháng 12 năm 1940, phát diệm trên từ trang 33 đến trang 41. Cuộc đại lễ tấn phong giám mục và gắn huy chương tại phát diệm. Ngay từ chiều ngày 2 tháng 12, khu nhà thờ phát diệm đã hiện ra trong cảnh tưng bừng sáng sủa giữa những hàng cột cờ giáo sắc nhẫn nhơ theo chiều gió bay, giữa những chòm cây xanh biếc pha màu vàng nhạt, giữa các khải hoàng môn với mới dựng lên để nhắc lại cuộc thắng trận vẻ vang của tấm lòng bác ái và đức hiếu thảo, đức hiếu hòa đạo Công giáo. Ngôi thánh đường đồ sộ nguy nga đứng sững trước mặt khách khán quan, hình như lôi hút hết tinh thần của nhân vật xung quanh. Tòa thánh điện lịch sử có đó hôm nay ra mắt với công chúng trong bộ áo chạm trổ, những cảnh rồng vờn phượng múa, những thánh tích về tôn giáo đầy vẻ linh động, đầy tinh thần ái quốc, đầy mỹ thuật Việt Nam, trông thực uy phong hùng tráng như đội quân xếp hàng ra trận. Ngôi thánh đường đó tuy đã nhiều tuổi mà vẫn trẻ trung, sắc đẹp lộng lẫy, càng thêm trẻ như một vị công chúa xiêm áo rực rỡ đợi ngày lễ tân hôn. Đứng ở lầu chuông mà ngắm nghía, chúng tôi không khỏi chạnh lòng hoài cảm, nhớ ơn một linh mục, một bức gương anh hùng dũng cảm, trung quân ái quốc trong lịch sử rồng tiên và thế kỷ vừa qua, cụ Trần Lục, mà trong óc chúng tôi còn phảng phất như thấy dáng người tuy đã khuất núi may mà còn cao nhời, kêu gọi sức bất kỳ hãy cất tiếng reo hò mừng rỡ, hỡi người son sẻ không sinh hãy hớn hở vui mừng khoái trá, vì từ nay Bắc Kỳ không còn thẹn mặt với Trung Nam. Ngày mai lễ tấn phong đức cha Phan Đình Phùng, Bắc Kỳ sẽ góp với hội thánh hoàn cầu một giám mục đủ bề tài đức. Mồng 3 tháng 12, từ lúc tinh mơ chúng tôi nhận thấy quân quan, nhà binh, lính khố xanh, khố đỏ, lính kèn, lính thủy, lính thị vệ, quan thủ hiến Đông Dương đã lục tục rẽ màn sương tới khu nhà thờ phát diệm một cách vui vẻ. Hình như họ đã đến đưa tin cho phát diệm rằng lúc này sự tối tăm còn bao phủ mặt đất, nhưng người hãy dậy đi, hãy thả hào quang ra, Thiên Chúa đã giải sáng trên mình người, kìa muôn dân theo ánh sáng đang tuôn lại với ngươi, ngươi hãy ngó chung quanh, Vua Chúa đang đến cùng ngươi. Thế rồi một lúc sau, khi nhà binh đã dàn xếp xong để giữ trật tự, các ô tô theo đàn quan lộ Ninh Bình, phát diệm nối đuôi nhau rít còi chạy đưa tới phát diệm một lớp người thượng lưu quan chức pha vào làn sóng bình dân. Trên bến dưới thuyền, người rộng ngõ hẹp đang cuồn cuộn đổ tới nhà thờ phát diệm. Đúng 7 giờ rưỡi, một hồi chuông lanh lảnh gieo tiếng bạc trên không trung báo hiệu đã tới giờ hành lễ. Các vị giám mục, hàng giáo sĩ, các sinh viên, thần học lễ phục chính tề rước đức tăng giám mục ra nhà thờ. Vào thánh điện vừa xong,
thời đoàn xe quan Thủ Hiến Đông Dương cùng với quý phu nhân. Tới nơi đi theo ngài có quan thống sứ Gan Gen, quan động lý văn phòng Gauthier, quan thanh tra chính trị Egrat, quan chánh văn phòng phủ thủ sứ Quenet, quan phủ quân trung úy quan chánh văn phòng phủ toàn quyền, các quan sở liêm phóng theo hộ giá và nhiều vị thượng quan. Đức cha Nguyễn Bá Tòng dung nhan hớn hở, nụ cười vui vẻ lúc nào cũng như một, ra ứng tiếp quan Thủ Hiến, các quan chức nhà binh dàn hàng thi lễ bồng súng chào. Hội tay nhạc nhà binh cử bài quốc ca. Quan Thủ Hiến vừa bước chân xuống xe, ngài tiến thẳng lại mộ cụ Trần Lục, hai tay kính cẩn đặt vòng hoa trên nấm mộ vị nam tước. Một phút yên lặng, quan toàn quyền cảm động kính điếu một vị anh hùng, một bậc quốc công danh vang bốn bể, mà nay lần thứ nhất ngài mới được nhìn những công cuộc vĩ đại như tiếng ca khen tài đức. Thực là một buổi nhất sơ, mà buổi nhất sơ này lại được đứng trước mồ vị nam tước phát diệm, càng thêm cảm xúc ai tình. Vị Thủ Hiến Đông Dương đưa cặp mắt đầy cảm động không thể giấu được, ngó chung quanh lũ con dân chồng chịch như nêm cối, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào ngài. Ngài cảm động hơn nữa vì nghĩ tới cụ Trần Lục, người cha đã giáo hóa con dân biết trọng lễ nghi, trật tự kỷ cương, và là vị phúc tinh đã đem sự hòa bình thân thiện cho dân tộc Pháp Nam, mà ngài vừa mắt thấy tai nghe những chứng chỉ thành thực cho những cuộc đón chào các hương lý phủ huyện đứng trực hai bên đường Ninh Bình phát diệm biểu diễn, vẫn giữ nét mặt cảm động và suy nghĩ. Quan toàn quyền cùng với các quan khác theo đức cha Nguyễn Bá Tòng hướng đạo tiến vào thánh đường. Tên Trần Lục này là tên là phản quốc, tên này là tên phản động, dẫn 5.000 giáo dân để phá chuẩn bị ba đình của anh hùng Đinh Công Tráng. Đó, nhắc lại cho quý vị nhớ. Nhưng mà chúng nó lại là tân bốc tên Trần Lục này. 8:30 đúng cử hành lễ tấn phong do đức cha Rabier khâm sứ chủ sự, hai vị giám mục thụ phong là đức cha Coman giám mục mà Thanh Hóa và đức cha Nguyễn Bá Tòng. Trên gian cung thánh trang hoàng rực rỡ theo nền mỹ thuật Việt Nam, những ngọn nến trên bàn thờ thi nhau cháy hình như cố công để thắng ác những tia sáng pha màu sơn đỏ do bàn thờ và các cung khung ảnh chiếu ra. Chúng tôi nhận thấy một mà ghế riêng gần ngay giám mục để kính biếu vị Thủ Hiến Đông Dương. Bên thánh thư chầu lễ có các vị giám mục, các đức cha Coman, Thanh Hóa, Eloy, Vinh, Chắc Rơ, Hà Nội, Actarab, Bắc Ninh, Gomez, Hải Phòng, Hồ Ngọc Cẩn, Bùi Chu, Lê Mát Lơ, Huế, Van Đeo, Hưng Hóa, Ngô Đình Thục, Vĩnh Long. Liền đó, chúng tôi nhận thấy các vị truyền giáo người Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha, các vị linh mục bản quốc Việt Nam rất đông. Các dòng tu, dòng thánh Đa Minh, dòng Trapper, dòng Francisco, dòng Cứu Thế, các cha Subitsen đông đúc chầu lễ gần các đức cha, các thầy dòng anh em trường công giáo cũng có ghế riêng, có ghế kinh riêng. Nhà thờ phát diệm chặt ních trong mấy hàng ghế đầu dưới bàn chính. Chúng tôi nhận thấy quý phu nhân Đi Cốt cùng võ hiển Hoàng Trọng Phu, cụ võ hiển Hoàng Trọng Phu, quan thông sứ Randy Eden, đại úy Khao, thanh tra chính trị Erat, thanh tra chính trị Trung Kỳ, cụ Gia Đinh, đại diện quan khâm sứ Trung Kỳ Rat Phiêu
quan công sứ Ninh Bình, công sứ Thanh Hóa, chánh sở Liêm Phóng Bắc Kỳ, ông Phu John, cụ Vi Văn Định, các quan theo hộ giá, quan tổng toàn quyền, cụ tổng đốc Vũ Ngọc Hoàng, Vũ Ngọc Hoành, quan thanh tra học chính Bắc Kỳ, Khâu Thốt, cụ hộ pháp Huế, các quan tuần phủ, tri phủ, tri huyện và các công chức nhà nước đông vô kể. Ngay sau ghế đi khót phu nhân có các bà nữ tu dòng Oxynot, dòng Notri, dòng Dame, Death Mission và dòng Thách Giá. Liền đấy là anh em thân thích đức cha mới. Lễ tấn phong khởi hành sau khi các quan an tọa, các sinh viên thần học và hội ca nhạc phát diệm cử kinh xin ơn Chúa, Thánh Thần, Đức Giám Mục, chủ phong lễ phục uy. Lễ phục uy nghiêm ngồi trên tòa, quay xuống ngồi trên ghế phủ thảm đối diện với ngài là vị giám mục sắp ma thụ phong. Sau khi đã cầu nguyện theo nghi lễ, Đức Giám Mục chủ phong ngồi ghế trên bàn thờ quay ra. Vị giám mục thụ phong thưa: có sắc phong, ngài truyền cho một vị linh mục cao tiếng đọc cho công chúng nghe. Cha Lucas Lý, bề trên chủng viện Phúc Nhạc, vừa dứt tiếng đọc xong, đạo sắc giám mục chủ phong đưa cho Deo Ratias tạ ơn Chúa. Liền đó tiếp theo nghi lễ khảo hạch, hai giám mục thụ phong và tân giám mục đọc kinh đầu lễ, hành lễ một trận với vị tân phong. Lễ làm gần tới bài phúc âm thì khởi hành cuộc tân phong. Lễ nghi dài, trang nghiêm, cảm động, khiến người dự lễ có lúc vui mừng hớn hở, lúc lại trầm ngâm suy nghĩ. Tiếng hát Veni, Cantato và kinh cầu các thánh vọng lên không, tiếng bổng tiếng trầm hòa với điệu nhạc nhà binh, với tiếng phi cơ reo cười trên làn sóng khí déo dắt du dương, khiến người dự lễ có lúc cao hứng hình như không còn nhớ mình vào cảnh nào. Đang khi đó, trên cung thánh lễ tấn phong cứ lần lượt cử hành, sức dầu tay, sức trên đầu, làm phép nhẫn, làm phép mũ gậy. Đức giám mục chủ phong trao mũ gậy cho tân giám mục, chỉ quyền ngài coi sóc con chiên giáo hữu. Ngài trao nhẫn ngụ ý rằng đức tân giám mục phải giữ lòng trung thành với đức tin, với giáo hội Roma, cũng như người bạn trăm năm một dạ cầm sắc với phu nhân mình. Ngài lại trao sách phúc âm, chỉ quyền trao giảng, chỉ quyền trao giảng giáo lý và phận sự của giám mục. Thế rồi giám mục chủ phong và thụ phong cùng nhau tiến hành cho lễ, cho hết lễ Misa. Lễ xong, Đức giám mục chủ phong đội mũ vàng, trao gậy gộc nhỏ xỏ nhẫn cho vị tân phong, đặt ngài trên tòa mình và quay xuống cách oai nghiêm như mừng và giới thiệu giám mục cho con chiên giáo hữu. Bây giờ các sinh viên trường thần học và hội ca vịnh cử bài Ta Đi Mu ngợi khen tán thụng Chúa, đồng thời tân giám mục mũ gậy uy phong tráng lệ đi làm phép cho dân. Hát xong bài ca tán tụng Chúa, Đức Cha mới ban phép làm đầu tiên cho giáo hữu. Đức tân giám mục bái gối ba lần cảm ơn Đức Cha chủ phong chức, nhời vạn tuế thọ tràng kết thúc nghi lễ tấn phong. Rồi ghé đi. Ba vị giám mục chủ phong, thụ phụ phong cùng với tân giám mục theo lễ nhạc trao đổi cho nhau những cái hôn thánh sạch kèm nhời chúc tụng. Theo cuộc lễ tấn phong mà lễ gắn huy chương cho Đức Cha Nguyễn Bá Tòng do quan toàn quyền chủ sự, vị chủ hiến Đông Dương và các giám mục cùng quan khách từ nhà thờ tiến ra phương đình. Hội nhạc nhà binh cử bài nào vui vẻ, quan toàn quyền và phu nhân đi cốt ngồi giữa hai Đức Cha Rapier và Nguyễn Bá Tòng. Một viên thanh niên trong hội Nam Thanh Công Giáo bước ra
đọc một bài chúc từ cảm ơn quan toàn quyền đến thăm Phát Diệm. Chỗ mấy chục năm trước, cha Trần Lục đã đón tiếp hai vị toàn quyền là De Lansan và Rosen. Mừng quan toàn quyền đã nhờ tài ngoại giao lỗi lạc mà tránh cho xứ Đông Dương một cơn khủng bố. Quan toàn quyền đứng lên nói ít nhời, tỏ quyến luyến Phát Diệm và đức cha Nguyễn Bá Tồng. Ngay hôm mới gặp đức cha lần đầu ở Tam Đảo, ngài đã cảm phục và hứa sẽ đến Phát Diệm thăm đức cha. Nay được như ý sở nguyện, ngài rất lấy làm thỏa dạ, vì trong buổi đến thăm đức cha này, ngài lại được cái vui sướng tự tay gắn bắt đẩu bồi tin cho đức cha. Ngài chúc cha vừa mới thụ phong được một cuộc tông đồ sung mãn sau một hồi vỗ tay. Quan toàn quyền mời đức cha tòng xuống trước sân rộng giữa đội lính thủy bồng súng chào. Sau một tiếng hô rất mạnh mẽ, ngài tuốt gươm bạc cầm trong tay và cứng cáp tuyên bố thay mặt cho thống tướng Petain, quốc trưởng Pháp kính tặng đức cha tòng ngũ hạng bắt đầu bội tin. Thế rồi ngài tiến đến gần đức cha, hai tay kính cẩn gắn huy chương và chính ngài tặng đức cha. Lùi ra mấy bước, ngài cầm chiếc gươm bạc sẽ đặt lên vai của đức cha. Hội nhạc cử bài quốc ca, quan toàn quyền kết thúc lễ gắn huy chương bằng một cái áp má thịnh tình và lòng kính trọng. Quan toàn quyền lên an tọa, đức cha tòng đọc bài ngụy diễn văn tỏ lòng cảm ơn chính phủ, tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với mẫu quốc. Sau tràng pháo tay đáp lại bài chúc từ của đức cha, các sinh viên trường thần học cùng với đội nhạc thủy quân cử bài ca tụng Thiên Chúa và Chúa Muôn Dân. Điệu hát êm ái pha mạnh mẽ cùng với ý nghĩa trong bài hát khiêu gợi lòng cảm động vui mừng từ người cho đến cảnh vật xung quanh. Các học sinh trường Thầy Dòng 180 cậu bé tí hon ăn vận dáng sắc ra diễn thể thao, khiến cho đức khâm sứ quan toàn quyền, các đức cha và quan khách nâng cốc chăm banh. Ngó ra tưởng đâu như hình mình đang đứng trước vườn hoa xem đàn bướm chập chờn bay múa. Phải, đó thực sự là vườn hoa của cụ Cố Trần Lục. Trong vườn vừa mới nở một bông hoa vì giám mục tiên khởi bắt kỳ, mà nay những con bướm linh thiêng kia rủ nhau bay nhẫn nhơ để chào hoa cạn cốc Nam Sơn chúc câu tràng thọ cho hai giám mục Phát Diệm. Rồi quan toàn quyền và các quan tùy hành đi thăm nhà chung Phát Diệm một lúc, đoạn lên xe đi Nam Định theo chương trình đã chỉ định. 12 giờ trưa, trong một rạp mà nhớ dựng ở một khu vườn nhà chung, đức cha tòng có thích tiệc đãi các giám mục, linh mục và các quan khách khắp ba kỳ. Gian nhà lập tranh bài trí có vẻ mỹ thuật và đúng tinh thần nhà tu. Trên vách mỗi gian có treo những tấm huy chương khẩu hiệu của đức cha hoàng, đức giáo hoàng và các vị giám mục dự tiệc hôm ấy, chen lắng vào với cờ tòa thánh, cờ nước Pháp và cờ vàng đỏ của triều Nam. Đàn trước có bày vườn cảnh đủ thứ hoa cùng với những bệ đá trưng bày các pho tượng mỹ thuật, làm cho hơn 300 khách dự tiệc tưởng như mình đang ở giữa một vườn hoa bách thảo. Chủ tiệc là đức cha khâm sứ, dự tiệc có các đức cha và quan sư quan chức chúng tôi đã kể ở trên. Quan toàn quyền vì không có thể ở lại được dự tiệc, được có phái đoàn thanh tra chính trị Erat đại diện. Đức cha tòng và các cha nhà chung Phát Diệm niềm nở tiếp các vị thượng khách, tiếp các món ăn có hội viên của Hội Thanh niên Công giáo Phát Diệm dưới tay hướng dẫn khôn khéo của ông Nguyễn Bá Tụng. Y sĩ Ninh Bình chủ khách an tọa, thì hội hát trường thần học cử bài Lép Matti cùng mà cung hát thật hay và cảm động. Giọng hát mô tả được tài thuật của nhà nhạc và ai cũng đã nghe danh. Khách dự tiệc là ngừng tay nghe hát,
lòng cảm xúc không khỏi đem lòng thán phục những bậc anh hùng công giáo ở nước ngoài cũng như ở nước ta đã đổ máu để cho mình sự hòa bình thân ái, mua cho mình bữa tiệc có tình gia thất hôm nay. Tứ hải giai huynh đệ, bữa tiệc pha chủng tộc, pha tôn giáo, pha giai cấp, thực là một bữa tiệc lòng. Vì bấy nhiêu trái tim cùng đổ một nhịp theo với những nhịp càng nhà binh của đội thứ 4 lính khố đỏ Nam Định hỏi mừng khi ăn tiệc. Tiếng cười, tiếng nói, chán tạc chiến thù, một lòng thân thiện hợp quần. Vui vẻ hơn nữa, đó là khách quan nghĩ tới hàng 4-5 nghìn anh em bằng khổ được nhà chung đã có nhà ý chẳng cho một khu chợ rộng gần sông Tri Chính. Thế là khắp mọi giai cấp trong xã hội cùng chung vui trong dịp lễ này. Mãn tiệc, Đức cha Rabier đứng ra chúc mừng hai đức giám mục phát diệm, ngài cả tụng các thánh tự đạo và chúc cho tăng giám mục một bước tương lai hưng thịnh theo nề nếp các thánh tự đạo. Tiếp ba lời Đức cha Coman trong cùng một giọng điệu rất tự nhiên vui vẻ, thay mặt cả địa phận Thanh Hóa mà chúc mừng hai đức cha phát diệm và cả địa phận phát diệm. Ngài nhắc lại tình nghĩa xưa kia lúc hai địa phận còn là một. Ngài nhắc lại câu xưa kia đã chúc cho ngài cũng trong cái khu nhà chung phát diệm này mà chúc cho đức cha mới được anh mút tốt anh nót. Đức cha Nguyễn Bá Tòng trước hết mừng đức cha phó của ngài. Ngài rất cảm động mà tỏ rõ lòng vui sướng vì từ ngày ngài đã yên ủi có một người bạn, và hơn thế nữa có một người em thông tình cùng ngài chia gánh nặng mà ngày nay đã già yếu ngày càng nặng nhọc. Ngài hết lòng thành thật cảm ơn hết mọi đấng bậc đã tỏ mối thịnh tình đến dự lễ ngày hôm nay. Cảm ơn các cha, các quan chức và các thân hào mọi nơi đã nhiệt thành cộng tác vào làm cho một cuộc lễ này được thập phần mỹ mãn. Sau bài chúc từ của cha Geoligo đọc thay tất cả các cha về dòng Đa Minh, Thánh Đa Minh, Đức cha Phan Đình Phùng, các cái vui của bữa tiệc hôm nay đứng lên cảm ơn Đức cha khâm sứ, các đức cha, các quan khách, các cha trong các địa phận thân hào, các sứ đã tới dự cuộc lễ mừng ngài. Ngài không quên nhắc đến cụ Trần Lục và Đức Nguyên Giám Mục Mắc Câu, tỏ ra hăng hái đi sau Đức cha Nguyễn Bá Tòng để nói dõi nề nếp chư vị anh hùng đó. Sau một hồi pháo tay, ông Lê Văn Đức hình như quá cảm động tiến ra giữa nhà tiệc hô hào và ca tụng tấm lòng hợp nhất của hai dân tộc Pháp Tam. Mà bữa tiệc hôm nay là một chứng chỉ, liền đó hỏi hát các thầy thần học hát bài giả tiệc, điệu hát véo von cảm động. Vẫn một vui vẻ, một vui hay một vẻ hay vui, thế là hoàn toàn. Hồi 4 giờ chiều Đức cha mới ra công đường tiếp khách đại biểu các địa phận. Sau khi các cha địa phận phát diệm và các địa phận khác mừng ngài xong, ngài ra rạp dọn trước lầu chuông mà nhà thờ để các giáo hữu tới bái yết. 5 giờ hơn, tại nhà thờ chính có chầu thánh thể long trọng hát kinh tạ ơn Chúa. Bước chân lên xe, bỏ phát diệm ra đi, chúng tôi bùi ngùi cảm động, lòng nguyện chúc cho Đức Tiên Khởi Giám Mục mà thiên hạ đã tặng là Nam Hải Phúc Tinh và giám mục thứ nhất Bắc Kỳ được niên tràng thọ cửu, để đem ánh sáng tin lành trải ra khắp dài đất Lạc Hồng, khiến mọi người nhìn biết và yêu mến cha chung ở trên trời. Lòng chúng tôi cũng rất thán phục các tổ chức khôn khéo của Đức cha Nguyễn Bá Tòng và các cha cùng thân hào phát diệm làm cho cuộc lễ tấn phong này được mỹ mãn. Chúng tôi đã đi xa mà lòng còn bùi ngùi nhớ cảnh phát diệm giang sơn cẩm tú nước nhà, địa linh văn kiệt quả là không sai. Thực phát diệm cảnh bồng lai, hóa công dành để sinh người tài hoa. 4 chữ trong bức cuốn thư rất đẹp của thân hào Trung Nam Bắc kính mừng hai đức cha phát diệm nhân dịp lễ ngày 3 tháng 12 năm 1940. Bài viết của Toàn Ánh
đó là cái sự mô tả lại cái cảnh mà Tống Phong bộ tin bắt đầu gì đó của những tên yêu quái, gọi là những tên yêu quái mà này của tinh lành, các phu nhân là của tinh lành chứ không phải là của công giáo La Mã. Thì đó là những cái phần mà tiếp theo, nhưng mà nó dài quá mình sẽ trích bớt, mong cho nó hết cái cuốn này xong rồi chúng ta sẽ đọc, sẽ làm lại cái cuốn của bác giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là Dấu Giày trên Vatican trên quê hương tôi. Đây sách này đây, tôi sẽ đọc từ từ hết Dấu Giày Vatican trên quê hương tôi, là bài, là cuốn sách của tác giả là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Từ từ mình sẽ làm hết, sẽ đọc hết những cuốn sách này để cho quý vị có thêm, có thể là làm công việc quý vị nghe cũng được, làm gì quý vị nghe cũng được, không có thời gian ấy thì mình nằm nghe thôi. Đó là một cái những cái đó mình để mình biết được cái trong cái giáo hội công giáo nó như thế nào, nó ra làm sao. Mình đọc tới cái chương trình mà lễ tiết của cái bọn này, mình thấy giống như là cái hội yêu quái mà nó tổ chức ăn tiệc ăn mừng ở trong cái động đó. Mình nghĩ đi, trong một phim Tây Du Ký á, có yêu quái hay tổ chức ăn tiệc ăn mừng đồ, làm lễ này nọ đồ, hát đồ, múa đồ, đủ thứ. Rồi xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe, xin hẹn clip sau.